sau đó lại xoay ngược lại một vòng. Cứ như vậy từ từ xoay, xoay. Hãy cảm nhận giữa hai lòng bàn tay có một trường năng lượng ấm dần, nóng dần lên. Sau đó chúng ta hãy từ từ giơ tay qua đầu và đứng tại chỗ để chuẩn bị trải nghiệm cảm giác được bay lên khỏi mặt đất. Hãy nhẹ nhàng và từ từ đứng dậy tại chỗ. Đây là một hoạt động trải nghiệm rất thú vị. Hãy giơ cao tay qua đầu và tất cả cùng đứng dậy ạ. Tất cả cùng đứng dậy, bố mẹ và các con. Chỉ có đứng dậy thì chúng ta mới có thể bay được lên khỏi mặt đất một cách 5cm thôi, còn ngồi thì không thể bay lên được đâu. Hãy đứng cao dậy và bây giờ hãy tập trung chú ý đến hai bàn chân của mình. Hãy đưa hai tay về trước ngực. Sau đó hãy vỗ bàn tay phải và bàn tay trái một nhịp. Bàn tay trái vỗ bàn tay phải một nhịp. Hãy nghe theo hiệu lệnh nhịp từ mic và vỗ theo đúng nhịp như vậy. Rồi, vừa rồi là một hoạt động thú vị để giúp chúng ta có một tràng vỗ tay để gia tăng năng lượng cho nhau thôi. Và bây